Tiếp tục ngày 26, 27 nha anh em. Em chưa quên, chưa có xé lịch. Quên chưa xé lịch. Đây này là hôm nay là ngày 27 à. Gần kề Tết rồi cho nên là quà tặng thì anh em nào mua hàng bên em từ chiều hôm qua ngày hôm kia rồi, từ chiều ngày 26. Chiều ngày 26 phải không ta? 26. Tức là chiều ngày 25 cho đến ngày 26 là em gom 26 qua 27 là đi đơn, trưa 27 đi đơn thì ai có đơn hàng từ 1 triệu trở lên sẽ được tặng một cái mũ này nha anh em. Mũ là chất vải. Con này thì anh em biết đầu tiên em bán con này là 4 triệu 450 một cái, mà sau em sale có 250 và bây giờ lại đưa tặng cho anh em, với người anh em nào mua số lượng đồ là từ 1 triệu trở lên sẽ được tặng một cái mũ. Tức là một đơn hàng chứ không phải một cái, là cứ một cái 1 triệu là được một mũ, mà 2 triệu là hai mũ không có nha. Tức là đơn hàng từ 1 triệu trở lên sẽ được một cái mũ, và ai mà dưới 1 triệu cũng sẽ được tặng. Tức là từ 500 đến 1 triệu thì sẽ tặng hai cái tem vai và một cái cờ ngực. Tức là hai cái này cũng không ít tiền nhá. Rồi còn ai mà ít nữa thì ta sẽ được cặp tem vai. Đấy, tức là ai cũng có chút quà để làm kỷ niệm cuối năm. Anh em chịu khó theo dõi nha. Tức là từ bây giờ còn tới cái thời điểm mà cần kề thì ta lại tính tiếp. Bây giờ ta tính ngày hôm nay. Thì đầu like em lên, con này cực kỳ ấm và của Pháp. Dày, ấm, nỉ. Này, cái lớp lông này. Con này là nó may liền chứ không phải may rời nhá. Cái màu xanh của nó là xanh xám. Dày, to, ấm. To, rất là to, mà 300.000. Mà 63. Vừa bán giá sale và vừa được tặng quà nha nhé. Nó hai cái là một vai 53. Vai 53 dài 83. Và báo cáo mũ hiện tại chỉ còn có ít nữa thôi, cho nên là ai mà được quà tặng thì lấy mũ thì cứ tranh thủ chứ không có hết nha. Hết mũ thì ta lại tìm cách khác chứ không biết tặng cái gì nữa hết. Đây, từ trên này xuống đều đẹp, dây chặt còn anh em. Ở dưới nách là có cái lỗ thông hơi nha. Cái này ở nút này nó bể mất một cái nút rồi này. Nó bể nhưng mà vẫn còn trên đó. Cái đầu cổ tay bị nổ rồi, nổ đầu cổ tay rồi. Nhưng mà báo ấm nghịt nha. Con này cực kỳ ấm luôn. Dày và ấm, ở đây dơ một chút ạ. Đầu cổ tay bên này thì ngon lành, vẫn có nổ một chút nhẹ nhẹ. Qua bên này nó bị bể mất một cái nút này. Mất nút chứ không phải bể nút, mất nút. Và nút bên này còn, và nó bị mất một nút ở dưới. Anh em có về có thể là chôm nút ở bên trong này đưa ra, quá trời là nút. À, cái lót này bẩn hai mùa luôn này, mở ra được anh em ơi. Mùa đông anh em mở ra và mùa hè anh em cài vào. À quên, nói chung là cứ ngược lại cho em. Của Pháp nha, ấm lắm. Con này cực kỳ ấm và ấm đại, ấm luôn. Đồ mới thì nói chung là nó bị cái quát cái cổ tay này thôi, chứ còn ngoài ra áo không có chỗ nào hết nha. 8 đến 90 kg. Anh em nào mà không mấy thì cứ bận như vậy cũng được, khỏi cần nó, mà muốn đôn thì rút bằng cái dây ở trong này, trong eo á. Nó có cái dây ở trong eo này mà. Nó nằm ở trong hay sao? Không phải, không phải, không phải. Không phải, dây ở dưới và dây trên không có. Rồi chốt giùm em, con này có 300.000 mã 63, mở hàng đầu like giùm em ha. Bữa nay anh em chuẩn bị Tết chưa? Em thì năm nào như năm nào cứ like ai. Năm tới Tết rồi có gì xài nấy, ai cứ lật đật em cứ từ từ, chả có cái gì để ăn hết, cho nên là mã 63. Mà em cứ quan niệm là không biết anh em sao, thì em thì Tết cũng là một cái ngày được nghỉ ngơi, ngày xả stress để hưởng thụ. Còn nó đi tới đâu thì ta đi tới đấy thôi. Tiếp cái bộ đồ bay. Cái bộ đồ bay này là của ACU, chất vải rất là đỉnh nha. Chất vải này là nó loại hàng rũ á, hàng mà chất vải kháng lửa. Vai của nó là 54.
54 cái bụng của nó là 112 nha em. 112 khoan, em mở ra hết đát rồi. Cái bụng của nó to hết cỡ là 120. 120 mà đôn lại nha. Đó là to hết. Em chưa có đôn á. Đôn lại là phải dùng miếng dán bên này nó mất rồi. À đây này. Ngoài. Con này đôn lại là 96. Đôn lại là 96. Rồi, ai từ 96 trở lên thì chốt nè. Còn ở dưới túi của nó là nguyên cái dàn dây kéo đồng loại xi đen nha anh em. Chất liệu này thì bẩn rất là rũ, bẩn sướng lắm. Không nhất thiết là phải anh em to bằng đâu, nhưng anh em bẩn nó rũ xuống, nó bám theo người nó đi xuống. Thậm tế em bẩn vẫn được nha. Ở đây nó dơ vàng vàng một chút này. Còn ở dưới ống quần anh em nhìn thấy không? Dây kéo cúc. Bộ này thì khỏi phải chê. Anh em muốn bộ này bẩn cho đẹp và trời lạnh thì bẩn nguyên bộ này đẹp á. Thì từ từ em review nha. Bên này cũng đều và đẹp luôn. Anh em chỉ cần mang một cái đai nịt. Làm sao mà lấy miếng vải này may một cái đai nịt, tức là cái con đĩa đều đằng sau này đều và đẹp luôn, không có lầm lỗi gì hết. Anh em chỉ cần may cái đai đĩa chỗ này này, ngay cái cặp lưng mình may cái đai đĩa xong là đai một cái dây thắt lưng vào, là không biết là anh em bận nguyên bộ hay là gì hết. Size lát reo lưng 8 đến 90 kg. Bây giờ 8 đến 90 kg em bận vào cho anh em coi nha. Con này cao 1m7, 1m7, 1m7 trở lên á. Anh em dòm dùm em cái coi thử em có 55 kg bẩn như thế nào này. Nhưng mà báo cáo nó rủ tới nước là ai bao nhiêu ký nó cũng bám theo người bấy nhiêu ký luôn. Nó không nhất thiết là phải bằng người to mới bẩn được đâu. Bởi vì cái chất đồ bay mà. Chất đồ bay nó khác với chất liệu đồ cứng. Thấy không? Anh em nhìn thấy em bẩn em chưa cài mà nó đã rủ bám theo người em rồi, thấy chưa? Đấy. Anh em nhìn thấy được chưa nè? Chưa nữa, anh em còn cái đai đôn này này. Anh em thích thì anh em cứ việc đôn lại sát, thấy không? Nó rất là dễ sử dụng cái dây đai này này. Anh em mà muốn dán nữa, anh em cứ may cái thụt cái dán này lại này. Anh em chỉ cần trần một miếng vải này nó thụt lại thì nó sẽ níu cái đường đôn này. Bởi vì vải nó mềm á. Vải này mềm cho nên anh em có dúng bao nhiêu nó cũng chả có sợ gì hết. Đúng không? Thoải mái. Size nào cũng chơi, cũng thâu được hết. Chốt giùm em bộ này anh em cài thêm cái đai này, cái đai đĩa đây, thắt cái dây thắt lưng nữa thì đẹp vô cùng vô tận. 400.000 mã 60 ạ. Bộ này rất là đẹp á. Chơi Tết vô tư anh em ơi. Còn cái ống quần ở dưới nó có dài á, là nó bị ướm ở ngay cái chân mình á. Chân mình nó có cái cúc cài dưới cho nên nó không bị lòng thòng ra ngoài gì hết á. Tại là cài. Rồi, ai ưng thì chốt cho mấy em nha. Có 400 ngàn cái này, 800 ngàn mà bán 400 ngàn cho anh em luôn này. Bữa nay là mua là được tri ân nhiều lắm rồi đó. Chốt cho mấy em mã 60, 400 nghìn. Như một con áo của Pháp nữa nha anh em. Con này của Pháp của màu xanh xám. Con này chỉ có một lớp nhưng mà nó dày 12V. Con này là vai 53. Vai 53 dày 83. 53, 83. Trên này đều này. Cổ tay này. Cái thằng Pháp là một là tem mộc, hai là nó hay viết chữ số.
đằng sau này cũng rêu, nhưng mà chỗ này em thấy có nó là sợi sọc sọc đứng. Đây em thấy có hai cái lỗ sọc sọc đây, không biết là lý do gì này. Chỗ này có một chút dơ đất nhẹ. Đây cũng dơ đất này anh em. Đó. Trời, con này ống tay nó dơ sơn nhiều chứ. Chỗ này có dính sơn màu xanh nữa này. Cổ tay này cũng vậy anh em. Cổ tay này nó cũng bị dính sơn này. Qua bên này. Wow, rách rồi. Nó bị rách rồi nè. Rách ngay cái túi luôn. Ở đây nó cũng bị rách. Rách ngay cái túi. Bán rẻ con này 300.000 mã 62 nhé. Vai 52 là 80, 70, 80kg rồi. Dài áo 83 là cao 1m74. 83 là cao trên 1m7 á. Rồi, ai ưng chốt giùm em 300.000 ha. 7. Con này 80-90kg lưng chứ. 75-85kg. Ở trong này có cái dây đôn này. Anh em có thể rút về này. Không? Rút eo như kiểu áo áo Canada này. Chốt 300 mã 62. Màu xanh sáng nha. Thế một con màu sơn lâm màu xanh đen. Con này là của Alpha Size 2X Lab của Mỹ, Made in USA. Con này là dân dùng Mỹ. Vai của nó là 59. Dài áo là 84. Con này 2X Lab thì là 110kg. Ai 110 thì vừa con này 100 đến 110 ha. 500.000 mã số 7 này. Con này màu xanh nhưng mà dòng này có vê tay đàng hoàng chứ. Có vê tay đàng hoàng chứ. Em tưởng con này năm 2000, con này mới nha. Cái màu này màu mực, nhìn đẹp đó anh em à. Con này nhìn đẹp mà. Sạch có view đàng hoàng nha. Đấy, đều đẹp. 90-100kg. Nói chung là 100-110 chứ không phải 90, em nói tào lao. Rồi, ai thích chốt giùm em nha. Hình như chỗ này thì có trắng trắng này. Cái này được trích tường rồi. Nó dính một chút trắng trắng. 500.000 mã 67 à. Ai đang chốt giùm em 500.000 nha. Mã 67. Cái dòng này nó to quá. Có ai to vậy không biết. Tiếp một con Paka. Giá rẻ nha anh em. Lô đồ này là giá rẻ cho anh em hết nha. Một con Paka này. Con này cực kỳ ấm của lính Mỹ, nhưng mà nó bị rách cái ruột mất rồi. Ở đây nó may một cái miếng này, không biết ở trong có rách không, như chỗ này nó rách nè. Em thấy cái chỗ này nó mục rồi anh em. Mục nè. Cái này nó mục rồi. Ui. Nè. Cái phần này, phần trong này nó mục lắm á. Như vậy là chỗ này nó bị mục nè. Mục nhá. Con này mục cái ruột trong mục lắm rồi nè. Chỗ này dễ chết lắm. Ui, con này mục lắm rồi. Nhưng mà ở cái ngoài thì ngon lành cành đào. Ngoài rất là ngon luôn. Ở trong à, em lôi vậy thì em sẽ cho anh em coi tiếp này. Xé luôn cái này nhá. Không cần chơi cái này luôn. Đây. Ở trong nè, nó trần một lớp. Nó trần cái lớp bông như áo M65 ở trong, anh em xé luôn cái này đi. Không cần thiết, không cần sử dụng thì xé luôn. Chơi luôn đừng ơ ấy, tới đây nó chắc mất rồi. Anh em cắt luôn đi. Cắt để cái ruột này không cần, nó đâu có gì đâu. Nó trần bông hẳn luôn rồi. Nó trần như M65 á. Cắt luôn, xé luôn, bỏ luôn. Chơi lớp ngoài nha. Trên này là áo Philop. Bán rẻ này, con này là 400.000 mã 66. Bán bớt cho anh em 100.000 nữa nha.
con này rất là đẹp, con này bình thường là 1 triệu đô, đều và đẹp lắm anh em ơi. Cái này nó nằm ở bên trong mình chả có bận tâm gì hết, đúng không? Nó trắng như tuyết luôn này, và đường trần nó trần rất là đẹp, nó thành là một cái lớp lót không có bận tâm. Cái thẩm mỹ nó cũng không có phải là mất thẩm mỹ mà nó đẹp chứ. Rồi còn cái này mới là cái thẩm mỹ này. Anh em nhìn thấy ở dưới này màu xanh và trên này nó bạc hơn phải không ạ? Trên cái mũ này chắc chắn là em cũng chẳng có hiểu nữa. Nói tóm lại là nó high fine. Cái áo thì xanh đẹp nhưng mà cái mũ là nó nhạt màu hơn chút. Khi anh em đổi cái mũ xuống anh em nhìn thấy này, đúng không? Nó khác màu không? Nhưng mà mũ này là mũ riêng của nó nha. Nó chỉ phần đầu thôi. Em bán 300.000. Bán 300 luôn. Em mang ghi ở đây 400.000 này. Bán 300 luôn. Mã 66. Hôm giờ sợ cái mạng đó mà giờ lột ra mới thấy. Dài áo là 81. Tem không? Anh em nhìn thấy cái tem nó còn mới không? Tem còn đẹp luôn. Size small mà vai. Con này như con bò vậy đó. Ấm lắm. Anh nào mua được con này hơi bị đỉnh này, đừng nói ở ngoài này mục nha, không có. Ngoài này bao luôn. Chỉ có cái ruột ở trong không hiểu sao nữa. Rồi con này là 70kg. 70, 75 vẫn được. Đầu khóa là nguyên cái củ đầu của đồng nguyên khối. Sẽ có view đỉnh luôn. Ấm áp cuộc đời. 300.000 thôi anh em. Tết năm nay có con áo 300.000 bẩn. Trời ơi em nói thiệt chứ, bẩn muôn thuở với nó. Con này là ấm nhất, rẻ nhất, ấm nhất nha. Thời tiết đang lạnh mà nói con này mà 300.000 mà anh em còn chần chừ, em nói thiệt em trực điện thoại là chảy máy em luôn á. Chảy máy á. 300.000 này. Mã 66 nha anh em. Tiếp một con Philos của không quân nhưng mà ngắn nha. Philos không quân bẩn hai mùa, vai 44. Anh em mùa hè anh em bẩn chạy đường anh em. Dài 56, tức là mình bẩn mùa đông thì xe lại nhẹ nhẹ vừa vừa. Bẩn con này. Rồi hết đông rồi mùa hè chơi lột cái lọt cái ruột nó ra, bẩn làm chạy làm áo khoác nhẹ nha. Chất vải kaki. Nó ngắn nha anh em, nhớ giùm em nó ngắn nha. Em đo lại một lần nữa chiều dài này. 56 à. 56 thì bằng em bẩn là ok, phải không? 56 thì bằng em là hết đát rồi. Đấy, vừa bon luôn. Vừa không? Quá vừa luôn, 560kg luôn. Nói chung là số ký này là em bẩn là ok, number one. Chốt dùm em con này 300.000 mã 65. 300.000 mã 65. Màu xanh đen, xanh mực. Có lót nha, bình thường có con có lót, có con không. Có phải con nào cũng có lót đâu. Tiếp con M65, con này dây đồng cổ đồng. Vai của nó là 60, 60 là x lát rồi. Dài áo là 83. Size x lát regular cao 1m7 trở lên ạ. Con này là dân dùng Mỹ nha, của Mỹ nhưng mà dân dùng. Cái cổ anh em dùng, cái cổ dùng em cái này. Trên này có mũ và khóa vuông. Con này màu không có đều nha em. Em nhìn giùm em này, màu góc này nó đỏ đỏ. Cái này đều còn chỗ góc này. Nói chung là con này màu không có được đều cho lắm. 800.000 mã 61, con này 90kg trở lên nha anh em. 90kg trở lên mới vừa nha. Cái tay này anh em nhìn thấy không ạ? Nè. Cái chỗ này nó màu đỏ đỏ lên, còn cái khúc này nó xanh xanh. Tức là con này high five rồi đó. Cái thằng này nó tương đương với thằng NATO. NATO nó có những con cũng đỉnh lắm chứ. Rồi, hết nha.
dây khóa Secoview đàng hoàng này. Bên này thì đều tăm tắp hơn. Ai 90kg trở lên thì vừa con này, và cao 1m7 đến 1m74 là vừa con này. Cái thằng cho dù màu này thì màu gì? Màu này khó nói quá. Màu cổ úa không phải màu hanh, nó hanh mà nó hanh đỏ chứ không phải là đỏ bình thường đâu. Nó hanh mà nó đỏ rực. Rồi ai vừa con này chốt giùm em 800.000 mã xong mốt. Nói về phần trăm con này đang cao, chỉ có cái là nó bị phai phai như vậy thôi. Thì ta cho là 93% á. Mã xong mốt. Với một con áo beo, con này là áo ấm thôi. Beo này chất vải này rất là xưa, sợi to nha, em nhìn thấy cái sợi như con bò. Ở trong này là một lớp lông nỉ này. Ấm, trần ấm nha. Nói chung là ấm thì cỡ tầm 10-12 độ là hết đắt thôi. Vai của nó là 61. Quá to phải không ạ? Cái mũ này ngon lắm anh em này. Nó này bóp thoải mái luôn, em nói thiệt đó. Cái này là anh em xài muốn kiếp luôn nhá. Một cái mũ là anh em khiếp muôn đời, vì cái mũ xài không hư. Rồi con này dài 75, xài không hư. Nói thiệt một câu vỏn vẹn như vậy. Và chất vải là chất vải satin nhá, mát đỉnh luôn. Mùa đông thì ta trụp tái xuống, mùa hè ta vệnh tai lên. Không phải quảng cáo, đồ tặng thôi, nhưng mà em nói thiệt, chất như nước cất. Nó là của lính Thụy Điển á. Rồi con này là đều 350 mã 71. Bo ngon lành cành đào nhé. Nhưng mà bo ở đây nó bị giạt rồi. Bị giạt lủng mất chút rồi. Bên này nó bị lủng mất chút này. À, bị lủng nha. Anh em có thể đưa kim chỉ màu đen á, nếu néo nó lại. Rồi hết beo. Beo này không biết beo nào hết á. Ở trong này nó không có nói lên cái tem gì hết. Ở trong cái cổ này nó bị lủng một chỗ nhỏ nhỏ này. 350 mã 71. Em sẽ bớt con này cho anh em luôn. Bớt luôn. Đó, 60 thì chắc chắn anh em là phải 90kg rồi. Béo ấm nha. 90kg trở lên. Ở trong này có cái tem này á. Em mà nó đưa hình mèo chó gà gì lên không ạ? À, đi phượt, đi trượt tuyết. Áo những hình người đi trượt tuyết. 200.000. Ai ưng chốt cho em 200.000 90kg trở lên nhé. 85 mà bụng to là được lắm rồi. 200.000 mã 71, 350 mà em quất xuống 200.000. Chốt cho em ha. Ai gọi mà giờ này thì chị thua rồi. 200.000 em. Mã 71. Tiếp một con M65 dây đồng, cổ đồng, nhưng mà con này là satin, chất vải satin. Cái cổ nó như cái lớn luôn. Cái dòng satin này mềm mại nhẹ nhàng nha. Có loại satin rất là dày. Con này thì mềm mại mà nó dơ. Phải nói nó dơ kinh hồn luôn. Anh em về giặt cho em một cái thôi. Đây dơ này. Dơ này thì dơ đất thôi. 500.000 mã 64. Em không có dám bẩn luôn là size medium reller này. Hàng cấp phát đàng hoàng nha. 70-80kg và cao 1m7-1m74. Anh em dòm chung chứ em không dám sọc vào luôn á. Dơ lắm thôi. Cái đồ dơ của nó phải nói là nó. Nhưng mà báo cáo nha, anh em nào ở cái miền mát á, miền nóng á, mà hay chạy xe thồ hay là chạy gọi là hay chạy ngoài đường làm áo khoác, chơi con này mát cực đỉnh luôn. Nó là một trăm cô tông cực kỳ mát.
nó rách mất chút đền. Nó là M65 của lính Mỹ nhá. Nó là của lính đó, nhưng mà thời nó chỉ làm cho thời tiết tức là từ trong ra ngoài thì nó là mát, cực chất mát. Có cái là nó dơ. Cái khóa này khóa cover Sovo. Khóa miết Sevo. Cái thằng này giống cái khóa Sevo, nhưng mà con này thì lại cái đầu này. Nó cái thằng Sevo là nó xi một lớp đồng đen lên á. Xi như kiểu M51 á. Cái thằng này thì nó nằm ở cái khóa của thằng M51. Nhưng mà cái này lại bằng inox. Ở dưới này thì đồng này. Em cầm đây mà em chịu không có nổi á. Rồi ai 70 đến 80 ký thì vừa con này nhá. Con này là vai 53. Vai 53 dài 76, 76 thì nó mới đang nằm 1m6, 1m7 chứ mấy. Ai mà giặt con này thì đỉnh, nó là màu ô liu luôn. Giờ nó ra bùn này thì gọi là ô leo, nhưng mà ô liu nữa. 500.000 mã 64. Tiếp một con áo beo. Con này thì áo khoác nhẹ thôi. Ở trong này có lớp chất ni lông này, nóng này. Ở đây thì gió. Có gió. Nhưng mà ngoài là một lớp chất dù nhá. Chất vải dù sợi to này. Cổ bằng nhung. Cổ này là bằng nhung. Nhìn cái beo ngoài chất thôi chứ còn. Vai là 48. Vai 48 dài 73. 48, 73. 4 túi nha anh em. 4 túi này. Ở dưới nách có cái lỗ thông hơi. Ông tay suông. Chất vải này nó thuộc về dòng satin á. Ở bên hông á thì nó có cái túi, nhưng mà túi giả nha anh em. Còn cái túi thiệt là nó nằm trước này này. Con này đẹp. 93-95%. 93-95%. Đấy. Con này là 70 đến 80 ký. Hai cái túi cho bá lửa này. Chốt giùm em con này là giá 400.000 mã 70. 400.000 mã 70. Con này đẹp á. Con này mà anh em mà bận làm áo khoác nhẹ để cho nó mát là cắt cái lót trong đi. Cắt cái lớp lót ra đi cho nó thoáng mát. Cái lớp lót đó nó có chất ni lông thì nó cũng không có. Rồi tiếp một con của Đức. Một con của Đức. Cà chua Đức. Chất vải dày nha. Cà chua Đức rất là dày. Vai của nó là 50. Dài như bệnh như áo Badoxy, áo măng tô. Dài áo 93. Mình bận lờ lỡ ngang lè nha anh em. Ai mà có chiều cao cao thì nên bận con này. Còn mà chiều cao mà khiêm tốn đừng có bận này nha. Đấy. Nhiều khi mình phải tự tôn cái phọc mình lên cho nó đẹp nha anh em. Bận đồ nó đòi hỏi kỹ thuật lắm. Chứ không phải là mình thích bận cái gì mình bận đâu. Em nhiều người thấp. Em thấy người ta thấp người ta biết cách bận. Khi người mắt nhìn thấy thì vẫn thấy người ta cao. Còn mà mình không biết bận là tự dưng mình thấp xuống, phải không? Cho nên cái nghệ thuật bận đồ nó đòi hỏi phải có đó. Con này ở giữa này có dây thắt eo này. Mà em cái eo của em nằm đây mà cái eo này nó nằm ở đây. Đấy. Con này mà không thắt thì nó được 80-90 kg. Và anh em 75-80 kg vẫn được rút eo ngang đây. Thì em đưa lại đây cho em rồi. Đấy. Ok không? Rồi con này là 93% chốt 300.000 mã 69. 300.000 mã 69. Áo dài nha. Nó mà bệnh chạy đường cũng rất là mát. Bởi vì nó dày đủ để cho mình ấy. Mình bệnh, mình choàng, mình che. Tiếp một con áo len. Áo len này thì không biết của nước nào, nó còn sót lại. Size 100.
Size 42 con này của Mỹ à. Size 42 năm 1988. Con này của Mỹ ạ. Con này là đúng ra là màu rêu rêu nhưng mà đậm hơn màu rêu một chút nha. Con này tương đương với size M mày. Vai 51 rồi. 51 là 70-80 kg, dày 6, bề ngang là 60. Chiều dài của nó là 75. Con này là 70-80 kg nha anh em. 70-80 kg. Còn anh em mà bận 55 kg cũng được. Em bận 55 cho anh em này. Bởi vì con này còn có con cuối thì em bận cho anh em con áo đều và đẹp nha. Không muốn lầm lỗi gì hết. Em review sơn bận luôn. Bận luôn là hết video luôn á. Con này cái màu nó đầm đầm á. Trời lạnh mà anh em chỉ cần có một con này thì thôi rồi liếm ơi á. Con này nói 7-80 kg nó giả ra này. Còn mà 55 vẫn được. Để em cho anh em coi cái 55 là nó ôm như thế nào nhé. 55 nó vẫn được. Đấy. 55, 65, 75, 85 được hết. Quan trọng là nó ôm mà nó giảm như thế nào. Chiều dài có 70 mấy thôi nè. Dài có 7 mấy đó. Không? Vậy thì mình có bụng rồi. Mình có bụng mình đừng có bệnh ôm quá. Còn mà thoải mái nó ra tới đây luôn này. Thích ra nó ra luôn. Theo em nghĩ là bệnh như vậy 55, 60 vẫn được phải không ạ? 5, 6, 7, 8 nó chiều hết luôn. Rồi coi được không anh em? Nếu như đây là cái bụng coi đúng không? Được. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em. Hẹn anh chị em trưa nay vào lúc 11 giờ ta tiếp tục giao lưu anh em ha. Em cảm ơn và bye.